Ladies and gentlemen, a warm welcome to day three of the 28th Southeast Asian Games table tennis competition. This is the men's singles. Please put your hands together and give a warm welcome to our paddlers. On table one, representing the Philippines, GONZALES Richard. And he's up against, from Vietnam, Tuan Quynh. Umpires for the match from Singapore, Jasper Tan and Winnie Che. Thank you.
Game one, trying to serve love off. One, love. Please play on. Seven, three. Game one to GONZALES. Oh.
rin yun eh. Okay. Diba? Mapower niya ka agad yun. Kaya na makaganun ka. Kasi pag nakadikit ka, hindi ka makatap. Okay? Tsaka pagka medyo nakuhan ka, inhale, exhale siya na. Inhale, exhale para ma-relax ka. Xoay lên thì lúc đấy em có thể em giật đấy là việc của em. Còn trên hết ấy là khi mà không quyết đoán được thì em lại gò lại cho anh quả. Không ham giật nhiều có thể giật hai quả khó quá lại gò lại. Và nhớ là nó khi mà hi. Game 2, GONZALES to serve, love all. One, love. Time out. Cho nó xoay vào nó đánh nào cứ giật liên tục vào cái lách phải và sang phải nó nhiều cả. Và em nhớ là em đi đâu mà em cứ phải sốt ruột thế, em đánh gò công thua cũng được mà tại sao lại cứ phải ấy làm gì? Thế chỉ còn có em là mỗi lúc mà khi việc đấy là để có khi mà lôi nó vào thì xong nó có cơ hội sốt thì nó có cơ hội ăn được nhá. Nhớ là phải chậm rãi và đánh từng quả. Three.
3. Game 2 to GONZALES. Minsan may spin siya na maiksi na eh. Oo, mas minaan. Minaan, lapit ka na kagano. Okay? Sa abangan mo, Charles, kung may bigay ka ng pimples. Điểm thứ hai nữa là Quynh vừa rồi là đánh chưa sát kỹ thuật như anh nói, là vừa rồi vẫn ham đánh sang trái nhiều quá. Anh đã nói là đánh toàn bộ vào lách phải và sang phải mà quả vút em cũng phải. Đấy chưa? Chưa được sang trái, sang trái rất là tốt. Đấy, và toàn bộ mọi cái là kể cả. Game 3, trying to serve low ball. Thank you.
Vâng. Seven.
6. Oh, kunin mo to ha, serve ka. Hai. Kể cả em bò dài ra cho nó ấy quả, nhưng mà tất cả mọi cái em tiến ra em trước và lách phải sang phải nhiều vào. Thấy chưa? Coach.
Châu, Châu Thị. Thank you.